Mấy anh em thấy đi, như vậy mà sao mà không dần được? Vách này nó có cái đinh mà không có hình, nó có cái lỗ mà lỗ cò ở đó rồi mà không có hình. Đàn ông nào cũng giận hết á, cũng tức hết á. Mà mình phải thở, là thở vô, tại vì trước sau như mình đập nó đó, đập cho nó chết luôn đi. Mình cũng là nó hại cái đời của mình thôi, xong rồi nó hại cái đời con cái của mình nữa, con gái của mình nữa. Nói trước sau gì chắc có văn chương lầm lắm rồi. Yêu cái con gái mà nó không yêu mình lại, mà cái gì mình làm để cho mình khoe là gia đình mình hạnh phúc, tại vì hình là không phải là cái hình một mình cho văn chương, mà hình tất cả. Khi mà mình quen nhau, mình biết nhau, mình thương nhau, mình yêu nhau, đã hình cả gia đình luôn. Khi mà mình đi chơi, ngày vui, ngày sinh nhật, tất cả cái hình đó, nó khi mình bực mình buồn, mình chán đời, mình ngó lại cái hình đó, mình nói tuổi đi làm để cho mấy đứa này nó sướng, đời của nó sướng. Mà bây giờ là cái bát tường nữa, nó không có cái gì hết. See that? These blank walls, look at that. The nails is still in there. No pictures, no reminders. You know, the pictures were not of myself, but of, you know, when we fell in love, when we have our first baby, when we had first have Avery, then when we had Emily. Us was the genesis of our lives, you know, of our lives. You know, I could, no man could take this. No man. But you gotta inhale and exhale. Inhale. Because if I beat her and hurt her, it will only harm myself and harm my ideal as a man. And it will hurt my children. So I try to control myself. Let it go. But it hurts. It hurts. That's it. Don't understand now. The wall is blanket. Look how ugly it is. The nails isn't still in there. The holes, it's not gonna disappear. It has not vanished. That's what she did. That's what she did. She ruined, she messed up a love that was meant to be forever. She pulled the pages right out of the book of our love story, of our lives. She ripped it apart. Ripped it apart, people. Wake up in the morning. There's the early morning. I can't sleep. Look at the wall. I get angry. My blood pressure is already 211 and it's going up, and I get so angry. I clench my fists, ready to punch her in the mouth. Really want, but I can't do it.
can't do it. My children, I can't do it.